Dạ em chào cô chú anh chị gần xa nha. Hôm nay thì em xin giới thiệu cho anh chị, đây chính là một bộ mẹ con được cọp cái đẹp ha. Hiện tại thì bò này đang ở Châu Thành, Tây Ninh nha anh chị. Và em sẽ quay chi tiết hơn để cho anh chị ta quan sát nha. Con bò mẹ này cái phần cậy đuôi rất là to luôn, chim to, mông to, đuôi thì dày phết đất rất là đẹp nha anh chị. Đó, dốc dáng con bò này rất là tốt bò ha. Con bò này thì xé lưng nè, đầy đủ nè, có gu nhẹ nha, xé mặt cũng nghiêm chỉnh cho anh chị luôn. Còn phần rốn nó thì rốn chiền nha, bốn vú đều cho anh chị luôn. Chân móng thì chân móng sòn hoàn thiện nha anh chị. Đó, mẫu bò rất là đẹp ha. Con bò này chiều cao của nó là 1m24 bò nha anh chị. Đó, 1m24 bò ha, ngay xé lưng nha anh chị. Còn con được cọp này thì nó hai xé mặt, đầu trụi, một xé lưng ha, tướng tá thì dày đòn, mập ú mề nha, rất là đẹp ha anh chị. Mà con này thì chiều cao nó tầm khoảng là trên 1m nha anh chị, chân móng sò kiền khú cho anh chị luôn, rất là đẹp ha. Đó, con mẹ nè. Con bò mẹ này hiện tại thì nó đẻ được 4 lứa nha. Lứa thứ tư nó chính là con được cọp nha anh chị, rất là đẹp ha. Đó. Bò này thì anh chị vừa đem về anh chị nuôi bò sinh sản và vừa có bầu bổ béo luôn ha. Nói chung là rất là tiện đợi đầu bên nha anh chị. Đó. Thì em sẽ báo giá cụ thể hơn là cái bò mẹ con này thì anh chủ nhà bán mức giá là 39 triệu nha anh chị. 39 triệu là anh chị có sở hữu ngay là bò mẹ con được cọp này, mình đem về mình nuôi bò bổ béo và sinh sản nha anh chị. Đó. Thì anh chủ nhà có nói với em, nếu mà anh chị em nào gần xa mà mình có nhu cầu muốn mua á thì anh sẽ bớt tiền xe cho anh chị ha. Địa chỉ của anh ở Châu Thành, Tây Ninh nha anh chị. Đó, thì anh chủ nhà này có nói với em á thì bò này tất cả là nó hoàn thiện và anh cam kết bao lời cho anh chị 3 tháng ha, để cho anh chị mua và anh chị yên tâm nha anh chị. Đó, thì trước khi mà anh chị mua bò thì anh chị là cọc trước em là 1 triệu đến 2 triệu để chúng ta là giữ bò nha. Thì bên em thì sẽ có người giao bò đến tận nhà cho anh chị luôn, là trong thời gian sớm nhất nha anh chị. Và anh chủ nhà này có nói với em á thì anh chỉ bán vòng vòng Củ Chi, Tây Ninh và Bình Dương nha anh chị, còn những cái tỉnh thành khác thì hiện tại thì không có giao được nha anh chị. Đó, thì anh chủ nhà này chỉ giao vòng vòng thôi chứ không có bán xa được nha anh chị em. Đó, anh chị nào mà ở gần Củ Chi, Tây Ninh và Bình Dương và mình có nhu cầu muốn mua cái bò mẹ con này, mình đem về mình nuôi bò sinh sản và bò béo á, thì anh chị hãy nhanh tay và gọi ngay số điện thoại cho mình cho em ha, để chúng ta giải sổ ngay là chọn bò mẹ con này nha anh chị. Con mình được cọp này rất là tốt nha anh chị, con bò mẹ này cũng rất là tốt bò ha, để con ra anh chị thấy rất là tốt nha. Đó, anh chị em nào gần xa mình có nhu cầu thì gọi ngay cho em và chúng ta cọc trước em là 1 triệu đến 2 triệu nha. Bên em thì sẽ có người giao bò đến tận nhà cho anh chị luôn nha anh chị. Địa chỉ của anh ở Châu Thành, Tây Ninh nha anh chị. Đó, còn bây giờ thì em xin phép là chào tạm biệt mọi người và hẹn buổi tập tiếp theo nha.